Con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng mình cùng bắt đầu vào bài học nhá. Táo. Chuối. Con hãy chọn phần còn thiếu cho hình bên phải. Hoan hô! Hey! Con hãy chọn miếng ghép phù hợp với hình bên trên. Táo. Hoan hô! Yay! Con hãy tìm hình không bị xoay. Con làm tốt lắm! Yay! Cùng chơi trốn tìm nào. Thực phẩm nào đang ẩn nấp thế nhỉ? Con làm tốt lắm! Con có biết nửa còn lại của hình bên trái là hình nào không? Chuối. Hoan hô! Hooray! Đố con đâu là nốt son? Son. Tuyệt vời! Hooray! Con hãy chỉ xem đâu là quả. Táo. Táo. Tuyệt vời! Hooray! Hình nào tạo ra cái bóng bên trái? Xoài. Chính xác! Con hãy tìm những cặp hình giống nhau. Chuối. 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 Cà tím. Táo. Sầu riêng. Con làm tốt lắm! Hooray! Con hãy tìm bóng phù hợp nhất với hình bên trái. Chuối. Hoan hô! Hooray! Con hãy kéo các mảnh ghép vào đúng vị trí trên bóng mờ. Táo. Tuyệt vời! Hooray! Đố con đâu là số 3? Con làm tốt lắm! Con có nhận ra hình nào là hình bên trái không? Anh đào. Con giỏi lắm! Hooray! Hãy ghi nhớ vị trí của các hình này nhé. Giờ hãy kéo chúng về đúng vị trí nào. Xuất sắc! Hooray! Mình đang soi kính lúp vào đâu ấy nhỉ? Quả dừa. Hoan hô! Hooray! Con hãy lật thẻ và tìm những cặp thẻ giống nhau. Chuối. Xoài. Táo. Hoan hô! Hooray! Con hãy kéo tất cả các hình bên dưới vào đúng bóng của chúng. Con giỏi lắm! Hooray! Con hãy tìm tất cả các hình giống với mẫu bên trên. Chính xác! Hooray! Con hãy tìm đúng các thẻ hình. Táo. Con làm tốt lắm! Hooray! Hình nào khác lại so với những hình còn lại? Táo! Con giỏi lắm! Hooray!
mừng con đã nhận được sticker mới.